Xin chào anh em. Hôm nay Deva Shop gửi đến anh em một chiếc bật lửa Zippo hàng xuất Hàn Quốc anh em nhé. Xuất Hàn Quốc số lượng ở Việt Nam cũng khá là ít. Và trang trí của trên chiếc Zippo này thì nền mạ chrome và dập chìm những cái hình này trên này nhá. Dập chìm riêng hình hổ mang chúa ở trên ở đây thì là được khá là mạ vàng này. Rất là đẹp. Đấy, tiếng rất là hay anh em nhá. Em hình rắn hổ mang chúa ở trong bụi trúc anh em ạ. Rất là đẹp. Đấy mộc lõm này. Bản lề rất hay, không hề chốc, không hề lòng lèo nhưng mà lại chích rất thích. Mạ vàng nhìn rắn rất là đẹp này. Dập chìm các bác nhá, lưu ý các này chi tiết này đều là dập chìm chứ không phải khác nhé. Rất là đẹp, điểm đặc trưng của hàng xuất Hàn này. Tiếng rất là hay. Các dòng vỏ mạ chrome thì tiếng rất là hay các bạn. Đặc biệt là các em xuất Hàn này. Các dòng xuất Hàn thì người ta rất ưa thích những dòng mạ chrome này. Số lượng rất là có hạn anh em nhé. Không hàng chỉ có duy nhất em này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm có thể để lại số điện thoại bên dưới, mình sẽ liên hệ cho anh em. Ưu tiên anh em là